Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số này, mời quý vị khán giả đến với chuyên trang của huyện Nam Đông. Trước hết như thường lệ là phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhiều nông dân huyện Nam Đông mạnh dạn thử nghiệm cây dừa mới có giá trị kinh tế cao. Hoạt động khai thác, vận chuyển tại mỏ đá Hương Phú gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Cùng tìm hiểu và tham gia hoạt động với câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe cho phụ nữ của huyện miền núi Nam Đông. Dừa là một trong nhiều loại cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao của huyện miền núi Nam Đông. Với đặc tính dễ trồng, chi phí đầu tư không cao, là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Nhiều nông dân trên địa bàn Nam Đông đã mạnh dạn chuyển đổi sang loại dừa Cayenne, một giống quả to, mắc càng, thơm ngon. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương. Cây dừa đã được người nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông trồng từ rất lâu. Diện tích nhỏ lẻ tập trung tại một số xã như Hương Sơn, Hương Xuân và Hương Phú. Do chưa chủ trọng đến khâu thâm canh, chăm sóc, làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng của quả dứa. Qua nghiên cứu, theo dõi, nắm bắt tình hình và nhu cầu thực tế của người dân, huyện Nam Đông đã xác định cây dứa là một trong nhiều loại cây trồng chủ lực của địa phương. Trong đó, dòng dứa Cayenne đặc biệt nổi trội, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cho quả to, mắc càng, thơm ngon. Với giá bán trung bình từ 60 đến 70 nghìn đồng một quả, đây có thể nói là đặc sản của huyện Nam Đông. Thì trồng dứa thì nó so với trồng các loại cây khác á, giống cây keo thì cho thu nhập bằng cao hơn. Thì vừa rồi thì trong năm 2000 này thì gia đình trồng khoảng 1000 gốc, là 1000 gốc. Đến nay là cho thu hoạch là khoảng 700 trái. Từ bình quân một trái thế là khoảng 50-60 nghìn. Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn huyện có 16 hecta diện tích dừa Cayenne nằm trong dạng của huyện hỗ trợ người dân phát triển thâm canh. Mỗi hộ tham gia sẽ được hỗ trợ 70% tiền giống và 50% tiền phân bón. Những hộ tham gia dạng sẽ được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Đông thường xuyên theo sát, hướng dẫn kỹ thuật trồng theo kiểu cầm tay chỉ việc nhằm đảm bảo cây dừa phát triển tốt, cho năng suất cao. Với lợi thế chiết chồi trồng lại sau khi thu hoạch, bà con có thể tự chủ động nguồn giống cho vụ sau. Số còn dư đem bán hoặc hỗ trợ cho những người xung quanh. Với đặc trưng mắc càng, thơm ngon và quả to, dừa Cayenne có thể đáp ứng nhu cầu chế biến nguyên liệu thành cô đặc nếu quy mô đủ lớn. Hiện nay do sản lượng chưa nhiều nên chủ yếu người dân thường ăn trực tiếp. Theo số liệu thống kê, một hecta dừa Cayenne thu hoạch được từ 7 đến 10 nghìn quả. Với giá bán trung bình 20 nghìn đồng một kg, mỗi gia đình có thể lãi từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta một vụ. Theo đề án của huyện thì hiện nay là có cam, dứa và chuối đặc sản của Nam Đông. Thì hiện nay ba dự án này thì hiện nay là đang triển khai, phải nói tiến độ thì rất là tốt, đặc biệt dứa và chuối. Thì hiện nay là như giá cả hiện nay thì bà con đã có cái sản phẩm phải nói hết sức phấn khởi. Và huyện cũng đang tập trung chỉ đạo các xã mà có tiềm năng về cái diện tích đất để trồng dứa và có chủ động được về nguồn giống thì là chỉ đạo cho các bà con là tiếp tục làm đất để trồng dứa đúng theo cái khung lịch thời vụ. Cái thứ hai là đạt cái kế hoạch đề ra về cái trồng dứa trên địa bàn của Nam Đông. Xác định là một trong nhiều loại cây trồng chủ lực, thời gian tới huyện Nam Đông tiếp tục phát huy hiệu quả từ cây dứa, tập trung chỉ đạo các xã có tiềm năng về diện tích đất và thổ nhưỡng phù hợp trồng dứa cần chủ động nguồn giống, tiếp tục làm đất để kịp thời triển khai theo khung lịch thời vụ. Hiện nay dừa Cayenne được đông đảo người dân và khách du lịch ưa chuộng nên luôn trong tình trạng thu hoạch đến đâu bán đến đấy. Về lâu dài, nếu diện tích dừa trên địa bàn ngày càng mở rộng, huyện mong muốn tìm kiếm được doanh nghiệp đủ khả năng để thu mua và sơ chế và bảo quản để dễ dàng tiếp cận khách hàng ở các tỉnh khác. Thưa quý vị và các bạn, mỏ đá ở thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông do tập đoàn Sơn Hải khai thác đã 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, vận chuyển đã làm nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ bao đời nay của người dân bị ô nhiễm khá trầm trọng. Đặc biệt, nhiều nhà dân đã bị nứt nẻ từ việc nổ mìn, đã gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của gần 90 hộ dân ở đây. Phản ánh của phóng viên trang truyền hình địa phương về vấn đề này. Theo đơn phản ánh của người dân, huyện Nam Đông đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, mời đại diện đơn vị thi công là tập đoàn Sơn Hải, chính quyền địa phương và thôn Xuân Phú.
Tại buổi làm việc ngày 8 tháng 5 năm 2020, đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục liên quan và nghe phản ánh của người dân và chính quyền địa phương. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, thì việc người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Trong quá trình thi công, vận chuyển đã làm nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ bao đời nay của người dân là con suối bị ô nhiễm do dầu, nhựa xe thải ra. Ô nhiễm khói thuốc nổ và bụi do xe vận chuyển đá. Không có còi hú mỗi khi nổ mìn. Các nương rẫy gần mỏ bị đá rơi vào. Đặc biệt, nhiều nhà dân đã bị nứt nẻ. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục sự cố nói trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2020 để người dân yên tâm sinh sống. Hôm nay là có ảnh hưởng dân điểm chức là nhà cửa, điểm hai là nước. Vì mình cho nó ồn ào quá, điểm thứ ba là con nít á, ngủ nó bắn giật mình nhiều. Chính quyền về làm rồi nè, các chủ đơn vị có vào đây rồi, nhưng bằng chưa tuyệt đối lắm. Bây giờ quý chủ làm cái răng là điểm thứ nhất á, là sóng cái nước sạch này, có nữa là vệ sinh môi trường này, để về là chứng kiến cái vụ là nước suối dớp này. Điểm nhất điểm hai mìn ngang tới á là cho bớt khối lượng này, bắn có kỹ thuật dẫn chống đỡ ồn ào. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỏ đá ở thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông được cấp giấy phép 8 năm do tập đoàn Sơn Hải khai thác, thời gian bắt đầu từ năm 2016. Cùng theo đơn vị này cho biết đã nộp thuế tổng cộng hơn 5 tỷ đồng và thời gian kết thúc vào năm 2024. Như vậy cũng đồng nghĩa với khoảng thời gian đó, người dân gần khu vực gần mỏ đá vẫn phải sống trong cảnh bất an. Cơ ngơi mà họ dành dụm cả một đời để xây dựng sẽ không biết rồi sẽ ra sao. Đấy, làm mìn thì làm 4 năm rồi, nhưng mà có cái 2 năm thì rung mìn nhiều quá, nhà tôi nứt nhiều vì là nguồn nước uống này, vì bùi này, vì cây trồng của tôi là thiệt hại nhiều lắm. Bây giờ chứ đền bù thì nói thiệt cũng thấm vào đâu, nhưng mà cũng chịu khó để cho làm đấy, chồng cũng ưa, chống được, cũng thỏa đáng. Ủy ban nhân dân xã đã theo dõi, giám sát quá trình khắc phục, và qua theo dõi giám sát thì tập đoàn Sơn Hải đã khắc phục một số cái vấn đề kiến nghị của người dân, và người dân đã đồng tình, và tập đoàn Sơn Hải đã có bản cam kết với nhân dân. Trong quá trình nếu tiếp tục tập đoàn Sơn Hải là khai thác tiếp mỏ đá thì vẫn cam kết với nhân dân, nếu xảy ra một số vấn đề về môi trường, về ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và nhà cửa thì tập đoàn Sơn Hải sẽ tiếp tục khắc phục. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục sự cố do quá trình khai thác và vận chuyển, như hỗ trợ nhà nước cho người dân, hạn chế và giảm khối lượng thuốc nổ từ nước thường xuyên để hạn chế bụi, nhưng về lâu dài, người dân vẫn chưa thực sự yên tâm. Để giải quyết dứt điểm và tránh tình trạng đơn thư kéo dài, đơn vị thi công cần nghiêm chỉnh chấp hành cam kết. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và người dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời thông báo để cơ quan chức năng vào cuộc. Có như vậy, lợi ích của người dân và doanh nghiệp về lâu dài mới hài hòa. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe phụ nữ với những điệu nhảy dựa trên những điệu nhạc du dương đã không còn quá xa lạ gì ở các địa phương ở đồng bằng, nhưng nó lại hoàn toàn mới lạ với chị em phụ nữ ở huyện miền núi Nam Đông. Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe phụ nữ xã Hương Xuân đã và đang thu hút rất nhiều chị em tham gia và là điểm đến lý tưởng để họ quên đi những ngày làm việc vất vả. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên trang truyền hình địa phương trải nghiệm về câu lạc bộ này qua phóng sự sau đây. Được thành lập cách đây chưa lâu, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe phụ nữ xã Hương Xuân gồm những chị em thích văn nghệ, thích tiếp thu những điều mới mẻ. Với niềm đam mê và nhiệt tình, tối nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, các chị đều tập trung tại nhà văn hóa xã để cùng nhau tập luyện. Với những vật dụng thô sơ như loa di động, kết nối với một máy tính là các chị đã có những bước nhảy uyển chuyển theo nhạc nền đã chọn. Những việc nhảy đã làm vơi đi những vất vả hàng ngày để thấy lạc quan yêu đời, khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Cứ thế, người đi trước tập cho người đi sau. Đến nay, câu lạc bộ đã có 33 chị tham gia và đã thành thạo nhiều vụ điệu. Câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe phụ nữ xã Hương Xuân được thành lập dựa trên sự tình nguyện của hội viên, có quy chế hoạt động, có đồng phục riêng. Mỗi tháng, một hội viên phải nộp quỹ hội 20.000 đồng. Khi tham gia vào câu lạc bộ thì tôi nghĩ có nhiều cái rất là hay. Cái thứ nhất là gặp gỡ giao lưu chị em. Cái thứ hai là khiêu vũ là một hoạt động rất là bổ ích, nâng cao cái sức khỏe, thể chất và lẫn tinh thần sau những ngày làm việc và học tập. Cái thứ ba nữa là khiêu vũ không những đem lại cái sức khỏe
và phòng chống các cái bệnh tật, mà còn là món ăn tinh thần giúp cho chị em được cái niềm vui và sự tự tin trước đám đông. Có lẽ mỗi chị đến đây đều mang riêng trong mình những suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả các chị đều có chung một niềm đam mê về rèn luyện sức khỏe dựa trên những bước nhảy khiêu vũ giá trị. Với những bước nhảy, những vũ điệu cùng với sự hưng phấn hòa quyện theo những điệu nhạc du dương để rũ bỏ hết vất vả ngày thường của cuộc sống, để thêm mình lạc quan, yêu đời khỏe mạnh và trẻ trung hơn qua từng bước nhảy. Đó là cách rèn luyện cơ thể và có đời sống tích cực, lạc quan hơn. Kể từ khi tham gia vào câu lạc bộ này thì mặc dù công việc ở cơ quan rất là nhiều, bận rộn việc ở gia đình, nhưng mà vẫn sắp xếp thời gian để tối lại là đến lại về câu lạc bộ rất là vui. Và từ cái câu lạc bộ này làm cho chị em chúng tôi là có một tinh thần rất là sảng khoái, sức khỏe và ngày mai là tiếp tục công việc rất là ổn định ạ. Và qua cái câu lạc bộ này tôi cũng muốn là tất cả mọi người tranh thủ thời gian để đến về câu lạc bộ và tham gia rèn luyện sức khỏe là chủ yếu. Câu lạc bộ này thành lập là phải nói là một cái tổ chức phụ nữ rất rộng rãi, từ đó gồm có 3 thành phần: phụ nữ hưu trí, phụ nữ giáo viên và phụ nữ nông dân, mang cái tính chất rất là tự nguyện. Từ đó đã thu hút chị em đến với câu lạc bộ rất đông. Mục đích chị em đến đây là rèn luyện, nâng cao sức khỏe, cho nên có đây là một cái sân chơi rất bổ ích. Từ những hiệu quả hiện thực đã và đang mang lại từ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe phụ nữ của xã Hương Xuân, hy vọng trong thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng tại các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Nam Đông. Đây là sân chơi bổ ích cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.